Đúng ngày sinh nhật, Hà Thanh Xuân khoe tuổi mới có thêm con. Thời gian vừa qua, tin đồn vợ chồng vua cá coi Thắng Ngô, ca sĩ Hà Thanh Xuân dạn nứt hôn nhân, khiến người hâm mộ xôn xao. Gần đây, cặp đôi không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội. Loạt ảnh chụp chung của cả hai biến mất trên trang cá nhân của Hà Thanh Xuân. Đặc biệt, vua cá coi còn khóa tài khoản Facebook làm mọi người chú ý. Mới đây, trong ngày sinh nhật Hà Thanh Xuân, Thắng Ngô vẫn giữ trạng thái im lặng. Còn trên trang cá nhân, Hà Thanh Xuân đăng ảnh một mình cùng dòng trạng thái tự chúc sinh nhật bản thân. Nữ ca sĩ hải ngoại viết: "Cảm ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp của các tình yêu. Tuổi mới em chỉ mong sức khỏe bình an và thực hiện được những kế hoạch còn lại của mình trong năm nay. Sẽ có thêm nhiều nữa những đứa con tinh thần ra mắt. Mong cả nhà luôn ủng hộ cho Xuân nha. Vậy là em vui rồi." Dưới phần bình luận, Hà Thanh Xuân nhận về vô số lời chúc, nhưng tuyệt nhiên, doanh nhân Thắng Ngô vẫn hoàn toàn im lìm. Nếu trước đây vua cá coi không ngại thể hiện tình cảm với bà xã bằng việc liên tục bình luận, nhắn gửi những lời yêu thương, thì hiện tại, thái độ rửng rưng của vị nam doanh nhân khiến dân tình càng thêm chắc chắn, tin đồn cả hai đường ai nấy đi là sự thật. Nếu như mọi lần Thắng Ngô liên tục thể hiện tình cảm của mình trước công chúng, thì nay là im ắng, khiến dân tình càng thêm chắc chắn vào tin đồn ly hôn. Doanh nhân Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân kết hôn từ tháng 5 năm 2022. Đám cưới của cặp đôi có sự tham gia chúc phúc của nhiều người nổi tiếng. Vua cá coi mất ăn mất ngủ, tiều tụy sau tuyên bố độc thân của Hà Thanh Xuân. Ngô Văn Thắng hay còn gọi là Thắng Ngô là doanh nhân kinh doanh cá coi nổi tiếng tại Việt Nam. Anh được người hâm mộ đặt biệt danh Vua cá coi. Anh còn được biết đến qua đám cưới với ca sĩ Hà Thanh Xuân. Ngày 10 tháng 9, Hà Thanh Xuân đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân thông báo cô đã quay trở lại cuộc sống độc thân. Cô khẳng định cô và Thắng Ngô chưa từng đăng ký kết hôn. Mới đây, Thắng Ngô gây chú ý khi đăng tải ảnh mới trên trang cá nhân. Nam doanh nhân vén áo để lộ vòng eo không mỡ thừa. Khi bị stress, chúng ta thường chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực mà không bao giờ thấy lợi ích của việc mất ăn mất ngủ. Anh trải lòng. Có thể thấy thân hình nam doanh nhân có phần gầy gò hơn trước, gương mặt cũng tiều tụy thấy rõ. Trước thắc mắc của bạn bè, Thắng Ngô chỉ cho biết bản thân đang stress, mất ăn mất ngủ, nhờ thế mà anh giảm được cân. Anh cũng từ chối chia sẻ về ồn ào giữa anh và Hà Thanh Xuân. Trước đó vài hôm, nam doanh nhân đăng clip giao bán khu đất 4.000m2 thuộc sở hữu của anh với giá 100 tỷ. Anh kể là anh đang cần tiền lo công việc nên phải bán đi một nửa trong lô đất có diện tích 8.000m2. Trong khi đó, Hà Thanh Xuân chia sẻ những video bài hát có nội dung về tình yêu tan vỡ như "Đừng trách em", "Tình chỉ là giấc mơ". Cô bày tỏ bản thân hạn chế sử dụng mạng xã hội để tránh những bình luận tiêu cực. Hà Thanh Xuân thấy hối tiếc vì đã đám cưới vội vàng, mong rút ra bài học cho những lựa chọn sau này. Vừa qua, Hà Thanh Xuân có tham gia một show diễn với cựu người mẫu Đức Tiến. Anh cho biết Hà Thanh Xuân thoải mái, vui vẻ và hát phục vụ khán giả. Có thể thấy Hà Thanh Xuân đã bỏ lại những cảm xúc tiêu cực của tình cũ và hướng đến tương lai. Vua cá coi giao bán tài sản chỉ sau một ngày chia tay Hà Thanh Xuân, bà xã liền đăng đàn, "Đừng trách em". Mới đây, Thắng Ngô bất ngờ đăng đàn giao bán đất chính chủ. Doanh nhân này bán 4.000m2 trong mảnh đất diện tích 8.000m2 của mình. Ở phần bình luận, Thắng Ngô cũng thoải mái trả lời bình luận từ bạn bè và người thân. Khi có người nói đùa rằng giá như lượt người quan tâm đất bằng lượt tìm kiếm, doanh nhân Thắng Ngô liền trả lời, "Anh đang tranh thủ". Trước đó, Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô có thái độ hoàn toàn trái ngược nhau sau khi nữ ca sĩ thông báo đổ vỡ tình cảm. Hà Thanh Xuân đi hát bình thường, vui vẻ check-in cùng đồng nghiệp và chú thích, đang cảm thấy hạnh phúc. Mới đây nhất trên kênh TikTok của mình, Hà Thanh Xuân gây chú ý khi đăng tải đoạn clip một ca khúc mới với nội dung "Đừng trách em". Đây là ca khúc sắp được ra mắt của Hà Thanh Xuân thời gian tới. Không biết vô tình hay cố ý nhưng nhiều khán giả đã hoài nghi bài hát này có thể là tiếng lòng của Hà Thanh Xuân về cuộc hôn nhân tan vỡ với vua cá coi Thắng Ngô. Trước đó, nữ ca sĩ nhiều lần khiến khán giả xôn xao khi ẩn ý về việc đã chia tay với Thắng Ngô. Tuy nhiên, mãi đến thời gian gần đây, thông tin mới được cả hai bên xác nhận. Ngược lại, vua cá coi im lặng khóa bình luận các bài đăng và không lên tiếng gì về sự việc, ngoài việc chia sẻ là vợ mình đang stress. Hiện tại, dân tình vẫn đang bàn tán xôn xao về chuyện tình cảm của Hà Thanh Xuân và vua cá coi Thắng Ngô. Trước đó, câu chuyện ồn ào về cuộc hôn nhân cũ mới của vua cá coi tốn không ít giấy mực báo chí truyền thông năm 2022. Thời điểm đó, lễ cưới của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân diễn ra hoành tráng, thu hút sự chú ý. Ngoài sự quan tâm, cặp đôi thu về không ít lời gièm pha mỉa mai, cho rằng vua cá coi khi giàu sang lại đổi vợ. Ngược lại, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân cũng bị nghi là người thứ ba chen vào cuộc tình của Thắng Ngô và vợ cũ. Hậu đám cưới rình rang, Hà Thanh Xuân vẫn hoạt động tại nước ngoài. Trên trang cá nhân của mình, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh chạy show ca hát chăm chỉ. Suốt thời gian dài, hiếm khi thấy Hà Thanh Xuân chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với vua cá coi lên mạng xã hội. Về phía vua cá coi Thắng Ngô, so với thời điểm trước đây, nam doanh nhân gần như chủ yếu đăng ảnh chăm sóc cá rùa tại nhà, không còn khoe những khoảnh khắc cuộc sống sang chảnh giàu có. Thắng Ngô từng nổi tiếng với khối tài sản ấn tượng, sở hữu vợ cá coi trị giá 30 tỷ đồng và một bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ với chiếc đắt tiền lên tới 20 tỷ.
Tuy nhiên, sau khi ly hôn với vợ cũ và kết hôn với Hà Thanh Xuân, những hình ảnh này không còn thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của anh. Mặc dù đã từng bị đồn, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, Thắng Ngô nhiều lần khẳng định rằng đã để vợ cũ quản lý trang trại cá koi và nhiều tài sản khác trước khi kết hôn với Hà Thanh Xuân. Anh cho biết rằng anh không giàu từ kinh doanh cá koi, mà còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác như thầu xây dựng, thiết kế thi công, kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, Thắng Ngô thừa nhận cuộc sống hiện tại của anh chỉ đủ sống, không dư giả. Anh không mang theo tài sản nào sau khi ly hôn với vợ cũ. Anh cũng cho biết Hà Thanh Xuân hiểu rõ về tình hình tài chính của anh và họ đã chia sẻ mọi điều một cách thẳng thắn. Dù có nhiều lần thể hiện rằng tình yêu của họ không liên quan đến vật chất, nhưng những ý kiến từ cộng đồng mạng về mối quan hệ này đã tạo ra áp lực với cặp đôi. Hậu chia tay vua cá coi bán đất trăm tỷ, Hà Thanh Xuân ẩn ý, đừng trách em. Vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, Hà Thanh Xuân bất ngờ tiết lộ cô chưa từng đăng ký kết hôn. Cô cho biết chuyện tình cảm với doanh nhân Thắng Ngô đã chấm dứt. Nữ ca sĩ quay trở lại cuộc sống độc thân. Trong gần một năm qua cô đã sống một mình. Sau tuyên bố của Hà Thanh Xuân, phía doanh nhân Thắng Ngô không có động thái nào liên quan tới chuyện tình cảm tan vỡ. Vua cá coi vẫn chia sẻ status liên quan tới công việc giống như nhiều bài đăng gần đây. Mới đây nhất, doanh nhân Thắng Ngô bất ngờ chia sẻ thông tin giao bán mảnh đất rộng 4.000 m2 ở phường Long Phước, quận 9, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo giới thiệu từ doanh nhân này, mảnh đất nằm trong lô đất có diện tích 8.000 m2 của anh với những thuận tiện trong việc làm biệt thự ven sông, kết hợp nhà hàng khách sạn, nhà nghỉ hoặc làm khu vui chơi bến tàu du lịch, mức giá giao bán 100 tỷ đồng. Vua cá coi không ngại tiết lộ lý do phải bán đất vì đang kẹt tiền, cần bán để lo công việc. Dưới bài viết, hàng trăm bình luận gửi đến nam doanh nhân. Trong khi đó, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân tiếp tục chia sẻ hình ảnh trong show diễn mới nhất. Hậu xác nhận chia tay doanh nhân Thắng Ngô, không khó nhận thấy cô vẫn giữ thần thái tươi tắn rạng rỡ khi chụp hình cùng các đồng nghiệp. Cuộc sống của Hà Thanh Xuân dường như không có gì thay đổi sau tuyên bố bất ngờ về chuyện chia tay với vua cá coi. Hà Thanh Xuân còn chia sẻ một clip bài hát Đừng Trách Em do cô thể hiện. Trong phần ca từ có đoạn Đừng Trách Em, xin hãy đừng nói thêm, sẽ có lúc anh hiểu ra vì sao ta luôn bên nhau mà không đam mê như ngày xưa. Đừng trách em, hãy xin đừng nói thêm. Dẫu biết ta còn nhau mà hằn sâu trong tim em, tình yêu ta phôi phai từ lâu. Dường như sâu trong tim em, tình yêu ta phôi phai như chưa hề yêu. Dưới clip, nhiều bình luận của khán giả bày tỏ ủng hộ sự sáng suốt của chị. Trước đó, Hà Thanh Xuân liên tục chia sẻ việc chạy show miệt mài. Tháng 9 năm ngoái, cô đăng ảnh check-in một mình ở sân bay, kèm thông tin đi hát phục vụ khán giả ngày lễ lao động. Trong khi đó, khán giả đã tinh ý nhận thấy, khác với thời điểm mới cưới, doanh nhân Thắng Ngô tháp tùng vợ đi diễn, lần này anh lại vắng mặt trong chuyến lưu diễn của vợ. Dù đang trong kỳ nghỉ lễ ở Mỹ nhưng Hà Thanh Xuân vẫn tích cực đi hát, duy trì cuộc sống chăm chỉ như ngày chưa đám cưới. Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô tổ chức đám cưới vào tháng 5 năm 2022. Ngay sau tiệc cưới, cặp đôi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nguyên nhân xuất phát từ câu chuyện hôn nhân trước đó của Thắng Ngô. Đáp lại những bình luận tiêu cực, Thắng Ngô đăng đàn bênh vực Hà Thanh Xuân, khẳng định không có chuyện người thứ ba. Tuy nhiên, trong tâm thư gần đây được Hà Thanh Xuân chia sẻ, cô thừa nhận, sau 2 tháng quen biết gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của hai gia đình và hai người trong cuộc tưởng mối quan hệ màu hồng, đám cưới đã diễn ra nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy, Xuân đã gần như trầm cảm, phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội. Cô cũng cho biết,